Chúc chào bông, xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em về một cái lô mai gồm giả tự sắn và cúc thọ hương cả nhà. Và hàng này thì bên em cúc thọ hương em thanh lý giá chỉ có 50.000 một cây thôi. Bây giờ em sẽ cho mình cả nhà mình cùng xem cây nha. Nói chung là cây rất là đẹp, uốn ván lông hết nha cả nhà. À, em lôi ra nè. Đó, cây như thế này nè. Đó, cây sinh trưởng rất là mạnh, uốn ván lông và cái củ cái gốc cái lô này tương đối to cả nhà. Đó, đây. Gốc tương đối to và xử lý hết nha. Đó, cây nào cũng quấn rễ hết trơn đây nè. Đó, cây sinh trưởng rất là mạnh nha. Bây giờ em thanh lý cho chúng ta giá có 50.000 cây thôi cả nhà. Trời ơi coi nè. Cây 50.000 thôi và cây sinh trưởng rất là mạnh, rất là đẹp luôn nha. Đây, đó, này là 50.000 nha cả nhà. Rồi lô hàng giả tự sắn bên đây, phải nói cái lô sắn này gốc rất là to. Trời ơi coi nè. Đó, cành nhánh rất là xum xuê luôn nha. Đây. Đây, đó, cả nhà nhìn thấy nè, nó lắng quắng như thế này nha. Ở đây rất là đẹp luôn. Đó, trời ơi, cái lô này cái củ rất là to cả nhà. Ở đây ha. Rồi cái sắn này thì em bán giá 100.000 nha mấy anh chị ơi. Đó, đây trời ơi, có một cây bự dữ vậy nè. Ở đây ha, sắn này gốc tương đối to nha. Em bán giá là 100.000, còn thọ hương là 50.000. Ở hàng thì số lượng cũng ít, cả nhà nhìn thấy gọn gẽn chỉ có vài trăm cây thôi ha. Nếu mà ai thích thì alo cho vườn mai của Chích Trà Bông nha cả nhà.